Hello cả nhà, đây em xin giới thiệu cả nhà một con đồng hồ Casio Edifi nha. Đó, con này là xách tay từ Nhật về luôn nha cả nhà. Đó, rất là hầm hố luôn. Nếu mà đo chéo thì 42 nha, còn đo ngang cả nấm là 45 nha cả nhà. Đó, mặt xanh phong thủy rất là đẹp luôn. Và đặc biệt dạ quang rất là sáng nha. Còn số hộp tròn này là bằng kim loại nha, nó bắt ánh sáng rất là đẹp luôn. Đó, nếu mà ra ánh sáng nó bắt đẹp. Đây trong đây nó có ghi nè, chống sốc hai loại, chống bụi và chống nước 100 m nha cả nhà. 100 m là mình đi bơi luôn đó. Đó, đây đó, đẹp len keng luôn nha, nguyên zin nha cả nhà. Đây đáy xoáy đây, chống nước 100 m nha. Đó, hàng rất là đẹp luôn, nguyên hộp luôn nha. Em bán 680 bao ship nha cả nhà, 680 bao ship nha. Đó, giờ tìm con thứ hai sợ không có đâu nha cả nhà. Đây rất là đẹp luôn, đeo con này khỏi phải đụng hàng. Rồi em mời cả nhà nha.